Chào các bạn, video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cò xào sả ớt nhé. Thịt cò đồng chắc ngọt, đậm đà và thơm mùi sả nồng cay của ớt sẽ rất ngon đấy ạ. Về nguyên liệu ở đây mình có 2 con cò đồng. Cò đồng thì nó nhỏ thôi nhưng mà thịt thì nó rất là chắc. Cò đã được vặt lông và thui rơm cho thơm rồi. Khi nấu thì mình sẽ bỏ cái phần cẳng bàn chân, phao câu và đầu cò đi. Dùng kéo để rạch ức và làm sạch cái phần ruột cò bên trong. Mình chỉ giữ lại cái phần gan và tim thôi ạ. Tiếp đến thì mình sẽ dùng muối hạt và rượu gừng để bóp làm sạch và khử cái mùi hôi gây ngái của thịt cò. Nếu không có rượu gừng thì các bạn dùng rượu trắng này hoặc là thêm một ít gừng tươi. Mình giã nhỏ bóp cùng với muối hạt nhé. Thịt cò sau khi bóp kỹ xong thì các bạn mang đi rửa sạch lại và để ráo nước. Tiếp đến mình sẽ chặt cò thành miếng vừa ăn. Thường thì những cái phần như là đuôi cánh nhỏ, cổ cò và cái phần lườn lưng ấy, mình sẽ chặt riêng ra và mình sẽ băm nhỏ. Xương cò nó nhỏ, mềm thì mình băm nhuyễn ra để lát nữa mình xào thì mình sẽ xúc ăn hết luôn. Giống như lúc mà các bạn làm xôi chim ấy ạ. Cò sau khi mà đã chặt miếng xong thì mình sẽ ướp gia vị. Hai con cò này sau khi sơ chế là khoảng tầm 400g thì mình sẽ ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, một ít tiêu xay, khoảng một thìa cà phê bột nghệ hoặc là các bạn giã nhỏ một đốt nghệ tươi nhé. Nửa thìa canh nước mắm. Và đây mình cho vào đây là một thìa canh mẻ. Mẻ thì nó sẽ giúp cho thịt cò nó mềm ẩm, thấm đẫm gia vị và thơm hơn rất nhiều đấy ạ. Và mình nêm vào đây là nửa thìa canh đường. Sau đó thì sẽ bóp trộn đều và để cho thịt cò nó thấm gia vị trong khoảng 10 đến 15 phút. Đối với những nguyên liệu như là hành, tỏi, gừng và nếu có ớt thì các bạn băm nhỏ. Sau đó thì cho một ít vào, mình ướp cùng với thịt cò cho thơm. Sả sau khi mà bóc lớp bẹ già bên ngoài thì mình sẽ sắt lát chéo. Có ớt sừng thì các bạn cũng sắt lát chéo tương tự như sả. Với món cò xào ấy thì các bạn có thể dùng thêm một ít lá lốt cho thơm nhé. Cò xào lá lốt này hay là cò xào rau răm thì đều rất ngon và thơm. Khi các nguyên liệu đã sơ chế xong thì mình sẽ cho vào khoảng 2 đến 3 thìa canh sầu ăn. Và mình phi thơm cái phần hành, tỏi, gừng, ớt và một nửa số sả sắt lát. Ở bước này thì mình sẽ dưới thêm vào đây là một thìa cà phê nước mắm cho cái phần nguyên liệu này nó bật dậy cái mùi thơm đậm đà. Nếu các bạn ăn được cay hơn nữa thì có thể cho thêm một ít ớt bột này hoặc là sa tế. Hay là nếu như thích cò xào nó có màu thì mình thêm dầu màu điều nhé. Khi hành tỏi đã vàng thơm thì mình sẽ cho thịt cò vào, mình xào ở lửa lớn vừa. Mình đảo đều và xào đến khi mà thịt cò nó chín, không còn màu đỏ nữa. Ước chừng thì khoảng tầm 1 phút rưỡi đấy ạ. Khi thịt cò đã chín rồi thì mình sẽ cho nốt số sả này, ớt sừng vào cùng với lá lốt. Và mình sẽ nêm nếm lại gia vị vừa ăn. Như mình thì sẽ dưới thêm chút nước mắm và nên cho thêm một thìa cà phê rượu trắng hoặc rượu gừng để cò xào nó dậy được cái mùi hương. Và sau khi đã nêm nếm gia vị thì mình sẽ tiếp tục xào thêm khoảng 30 giây nữa thì mình sẽ tắt bếp và cho thịt cò xào ra đĩa ăn vào lúc nóng. Cò xào sả ớt thì thơm, cái hương thơm của sả, của ớt, của gừng và lá lốt thì rất hấp dẫn. Thịt cò chắc ngọt, đậm đà gia vị và thơm bùi bùi cái mùi mẻ nữa. Món này thì các bạn làm thành món nhậu cũng rất bén đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Và nếu như thích cách làm Cúc Béo đã chia sẻ trong video này thì hãy nhấn like để ủng hộ cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.